Dạ con chào các cô hả? Tự nhiên tóc con nó gói. Dạ rồi, hôm nay á là con hứa là cái hai mấy video trước con có hứa là đồ đồ con voi á, con có bán qua một đợt rồi á, đồ con voi của con á, chuyến này á con hứa họ họ may giùm con rồi, cho nên á là con gấp rút con lên hàng cho các cô. Con có từ size 3 đến size 7 ha, từ tầm khoảng 50 kg, 50 kg đến 75 kg giúp con ha, 50 kg đến 75 kg giúp con là con đã trừ hao khi nó rút lại ha các cô. Dạ con đã trừ hao khi nó rút lại rồi, nên là các cô hoan hỷ á, có hồ báo số ký thực tế của các cô giúp con ha, tại vì cái form tí nữa con mở ra cho các cô xem, cái form rất là to luôn. Con lai xe ba trước ha, xe ba của con á là con lai heo heo mã ha, heo mã ha, mã tới 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 ha các cô, mã một xe ba, mã một xe ba. Các cô lựa chọn mã giùm con ha, tay cánh tiên ha, tay cánh tiên lơ lơ ha các cô, tay cánh tiên lơ lơ. Mã 1 xe 3 rất là đẹp ha, hình con voi rất là đẹp à, chuyến này là voi này rất là đẹp hơn là những chuyến trước à, hình con voi rất là đẹp ha, 50 kg ha, 50 kg, 50 kg, 55 kg giúp con ha, 50 kg, 55 kg giúp con ạ. À, bộ đồ xe 3 ha, cái quần á thì đây ạ. À, cái quần thì có một cái túi ở đây ạ. À, cái quần có cái túi ở đây. Dạ đây, rất là đẹp ha các cô, màu rất là đẹp ha, size 3 ha, quần lửng ha, 6 tấc rưỡi ha các cô, 6 tấc rưỡi giúp con ạ. À, quần 6 tấc rưỡi ha. À, một bộ của con á, một bộ của con có giá là 78 ngàn ha các cô, một bộ của con có giá là 78 ngàn, tiền ship của con là 20 ngàn trên một đơn ha. Đi đi một bộ con cũng đi, mà đi hai bộ con cũng đi à, tiền ship á là 7, tiền ship là 20 ngàn trên một đơn ạ. À, 20 ngàn trên một đơn. Dạ rồi, một bộ 78 ngàn ha các cô. Mã 2 là một xanh lá à. Mã 2 là một xanh lá à. Để con mở ra cho các cô xem. Dạ đây, mã 2 là một xanh lá ha, 50 kg ha. Dạ 50 kg trừ hao là khi nó rút là vừa luôn, 50-55 à, 50-55 ha. Dạ rồi, 50 thì nó hơi rộng nhưng mà mặc bộ đồ này thì nó thoải mái à. Dạ đây, con voi rất là đẹp ha các cô, con voi rất là đẹp à. Mã 2, mã 3 là một em voi vàng à, mã 3 là một em voi vàng à. Tay cánh tiên ha, tay cánh tiên ha các cô, cái tay rất là đẹp ha các cô, cái tay rất là đẹp. Cổ thì cổ tròn ha, cổ thì cổ tròn nên các cô đừng lo ha, các cô đừng lo, cái cổ rất là kín à, nó không có hở đâu à. Bộ đồ này mặc ở nhà cực kỳ mát luôn à, cực kỳ mát luôn. Mã 3 ha, mã 4 ha, mã 4 là một em xanh đen, một em xanh đen mà là voi trắng, em xanh đen mà là voi trắng ha. Mã 4 xanh đen voi trắng, mã 4 xanh đen voi trắng size 3 à. Mã 4 size 3 ha, cái quần rất là bự các cô ơi, các cô đừng lo ha, rất là bự luôn à. Mã 5 là em màu voi đỏ à, mã 5 em voi đỏ ha, mã 5 em voi đỏ. Dạ đây, em voi đỏ ha, nó không có sáng lắm đâu mà màu này nhìn mặt lên rất là sang à, màu này nhìn mặt lên rất là sang và sáng da à. Voi đỏ ha, bộ này mặc lên rất là sáng da ha, size 3 à. Mã 6 của con là một em voi xanh ha, xanh trắng à, voi xanh trắng. Mã 6, chiến hàng này rất là đẹp à, hàng này rất là đẹp luôn à. Dạ đây, cực kỳ đẹp ha. Mã 7 là em voi cam ha, em voi cam, cái nền cam mà voi trắng nhưng mà đẹp lắm cô. Cô nhìn cái cổ áo nè, cái cổ áo tròn ha. Con đã từng bán qua cái loại cổ áo này, rất là kín ha, rất là đẹp ha, cổ áo tròn ha, tay cánh tiên ha. Dạ rồi, cực kỳ đẹp ha các cô, rất là đẹp ha, rất là đẹp.
mã 7 ha, mã 8 ha. Size 3 có 8 mã ha các cô, size 3 có 8 mã ha. Cái bông này nhìn đẹp quá ta. Màu xanh thiệt nhưng mà nó không có sáng lắm đâu ạ. À. Màu xanh nó không sáng lắm đâu ạ. À. Bộ này rất là đẹp ha các cô. Con bảo đảm luôn, bộ này rất là đẹp luôn ạ. À. Bộ này không mặc lên nhìn tối da đâu ạ. À. Cực kỳ sáng luôn ạ. À. Cực kỳ sáng luôn. Dạ rồi, con có 8 mã size 3 ha. Con tiếp tục lên size 4. Size 4 con thì có 10 mã ha. Có 10 mã, size 4 con có 10 mã nhưng mà con like luôn tuồn luôn ha. Con like luôn tuồn luôn là tiếp tục là 10 mã 9 ha, mã 9. Mã 9 size 4, mã 9 size 4. Mã 9 size 4 thì từ 55 đến 60 kg giúp con ha, từ 55 đến 60 kg giúp con ạ. À. Từ 55 đến 60 kg ha. Dạ rồi, con đã trừ hao ha các cô. Thực chất là cái bộ đồ này 65 kg vẫn vừa luôn nhưng mà con trừ hao là ton là nó sẽ rút. Ton hai da ha, ton hai da hình con do nó sẽ rút ạ, à. Cho nên đó là con đã trừ hao cho các cô rồi, cho nên đó là hoan hỷ là các cô báo số ký thực tế cho con ha để tránh tình trạng là bộ đồ đem về rất là rộng luôn ạ. À. Dạ rồi. Bộ do này đẹp quá ha các cô. Bộ này bên size 3 thì lại không có, cho nên đó là con mới like từng mẫu từng size như vậy. Dạ nhầm bộ mà bên size 3 không có hoặc là size 5 không có thì nên bắt buộc con phải like như vậy để cho cô dễ lựa chọn ha. Dạ à, size 4 ha, 55 đến 60 kg ha. 55 đến 60 kg bộ này đẹp cực kỳ luôn các cô. Màu voi nè, có hai văn ở dưới nữa. Quần lỡ ha, một bộ 78.000 à, một bộ 78.000 ha, một bộ 78.000, mã 10. Mã 10 là một em xanh trắng ha, một voi xanh trắng ha, voi xanh trắng là bên xe 3 có nè. Xanh trắng ha. Dạ, xanh trắng, xe 3 ha. Xe 4. Xe 4 mã 10, xe 4 mã 10. Xe 4 ha, mã 10. Mã 11 size 4, mã 11 size 4, mã 11 size 4. Bộ này size 3 không có nè, bộ này đẹp nè các con. Ly. Sao nó lọt vô này size 4 đấy anh chị. 11 ạ, 11. 11 size 4, 11 size 4. Để đó cho chị đi cũng được. 11 size 4. 11 size 4 ha. Nó trùng nữa. Mười hai xây bốn, mười hai xây bốn ha, mười hai xây bốn là một em xanh ha, mười hai xây bốn. 13 bộ này rất là đẹp ha, voi đỏ á, hồi nãy con lai xây ba rồi, voi đỏ á, xây bốn cũng có à, xây bốn cũng có ha. Dạ rồi, voi đỏ ha các cô, voi đỏ cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn ha, mặc lên rất là sáng da ạ. À. 13 ha, mã 13 C4. 14 là voi vàng ha các cô, voi vàng. Voi màu vàng ha các cô, 14 ha, 14 voi vàng. 14 voi vàng. Lì hồi nãy cái bào này có rồi không? 15 phải không? 15 voi vàng. Voi vàng nhưng mà bông vàng này nó họ có hả? Ôi vậy là 15 nó đã trùng rồi. Chị lấy lộ với gì trời. 15 là voi cam ha các cô. 15 là voi cam ha. Con xin lỗi à, 15 là voi cam. Cam này rất là đẹp luôn á các cô, mặt không có mà nó bị chói lò, chói lá đâu các cô, thật sự luôn. Đồ này mặc lên nó không có bị, nói chung là nó không có phải gọi là chói với so với lứa tuổi của các cô đâu à. Dạ, mặt nhìn rất là sang ha, mặt nhìn rất là sang mà một bộ chỉ có 78.000 thôi. Thật sự là rất rẻ ha các cô. À, qua Tết thì đồ nó tăng nhưng mà đồ này mà bộ đồ mà chỉ có 78.000 một bộ thì quá rẻ. 16 thôi. 16 thôi. 17. 17 là màu xanh lá ha. 17 là màu xanh lá. Hả?
con xin lỗi ha, 16 ha các cô, 16 mã này là mã 16 ha. Một em voi xanh lá ha, một em voi xanh lá xe 4 xe 3 đều có ạ. Xe 4 xe 3 rất là đẹp ha các cô. Một em voi xanh lá 16 ha. Con lên tiếp tục mã 5 ha. Con lên tiếp tục mã 5 ha. Mã 5 của con á từ 65 đến 70 ha. Ủa hồi nãy là 55 60 60 đến 65. Con nói lộn. 60 đến 65 ha. Mã 16, mã 17. 17 của con là một em size 5 voi cam. Size 5 voi cam ha. 17 của con là một em size 5 voi cam. 19. 19 của con. 19 của con là một em voi vàng ha, voi vàng mà nền xanh đen. Size 3 này cũng có ạ. Để con mở ra cho các cô thấy cái form rất là bự. Dạ đây bự lắm luôn ạ. Thật sự bự lắm ha các cô, bự lắm luôn. Là từ 60 đến 65 ha, tùy theo các cô mà muốn mặc rộng á thì lên size 5 ha, nhích lên size 5 cũng được, hoặc là muốn mặc ôm hoặc là xét như con hôm qua mà bộ đồ á thì có thể là nó xuống size 4, tùy theo sở thích của từng các cô mà có thể chọn size 4 hoặc size 5 được ạ. Tại vì cái giải này là con đã trừ hao cho các cô rồi ha. Dạ rồi. Rất là bự ha các cô, cực kỳ bự luôn. Mã 18. Mã 18 size 5. Mã 19 là một em xanh đen ha. Một em xanh đen ha. Mã 19 là một em xanh đen. Hồi nãy cũng là xanh đen nhưng mà nó là họa tiết ha, xanh đen có họa tiết. Còn cái bộ này á, thì nó không có họa tiết nhiều ạ. Nó chỉ là một một đường gạch rồi thêm một hình con voi thôi. Dạ đây con đưa cho các cô xem ha. Mã 19 ha. Mã 19 size 5. Dạ con tiếp tục ha, mã 20, 1220 của con là một em xanh lá cây ha. Một anh em voi, một em voi màu họa tiết màu xanh lá cây ha. Dạ size 5 ha, mấy size 5 này. Cái mã size 5 có nhiều họa tiết đẹp quá các cô. Mã size 5 này có nhiều họa tiết đẹp quá ạ. À. Dạ đây cái quần ha, cái quần. Dạ mã 20 ha, mã 20. Mã 21 của con là một em xanh ha, một em xanh ha. Voi trắng à. 21. 22. 22 là một em xanh. Voi xanh trắng à. 22 là em voi xanh trắng à. Rất là đẹp ha các cô, thật sự luôn, bộ đồ rất là đẹp luôn à. Bộ đồ rất là đẹp ha. Dạ con tiếp tục ha. 23, 23 là em vô vàng ha. 23 là em vô vàng. 24 thì cái bộ này hồi nãy con like rồi đó, tất cả các size đều có ha, size 5 mà. 25. 25 size 5 mà. 25 size 5 ha. Mấy cái mẫu nào nãy con bung ra rồi mà có. Ê lì nãy có màu này có không? Gì là 26. Dạ con lên tiếp tục size 6 ha. Size 6 từ 65 đến 70kg ha. 65 đến 70kg giúp con ha. 65 đến 70kg size 6 à. 26 size 6 là em xanh đen ha, voi trắng ha. 26 size 6 anh xem đen. 27 là em màu xanh lá ha, voi trắng ha. Xanh lá voi trắng nền đen. 28 ha, 28 ha, 28 em xanh. Một em voi màu xanh lá, xanh dương với xanh trắng. Cái mẫu này á là con mở ra cho các cô xem ha, nó cũng y như nhau thôi nhưng mà cái form nó bự hơn này các cô. Dạ nó bự hơn ha, nó bự hơn. Hồi nãy là con cái size 5 nó còn thấy được hai cái tay con, bây giờ là nó không thấy luôn á. Nó rất là bự ha, nên là con đã trừ hao rồi. 65 đến 70 ha. 65 đến 70 là size 6 à. Một bộ có giá là 78 ngàn ha các cô. Một bộ có giá là 78 ngàn. Dạ 29 ha. 29 là em voi đỏ à. 29 em voi đỏ. 30 là em xanh lá ha. 30 là em xanh lá. 31 là em voi cam ha các cô.
em vô cam ha, tất cả các size đều có à. À 30. Hồi đó chị mới nói mấy chị quên. 31. Dạ rồi. 32 của con ha, 32 của con là một cái màu xanh xanh đen mà có họa tiết giống như nãy size 4 á. Dạ đây, rất là đẹp ha, có cô size 6 ha, size 6 ha, 65 đến 70 kg, 65 đến 70 kg là đã trừ heo rồi ha các cô, 65 đến 70 kg à. Quần rất là đẹp ha, quần rất là rộng nên các cô yên tâm à, rất là rộng luôn à. Bộ rất là đẹp luôn á các cô. 33 ha, 32 ha, 33. 33 là em vô vàng ha các cô, em vô vàng. Dạ rồi, con tiếp tục lên size 7 ha, từ 70 đến 75 kg ha. 33. 33. 34 trở đi là size 7 ha các cô, 34. 34 là xanh đen ha, xanh đen. Thở vô giùm chị. Ba mươi lăm á, 35 size 7. 36 size 7, để con mở ra cho các cô xem cái form nó rất là bự luôn. 36 size 7, tại vì cái màu nãy giờ là con đã mở ra nó như nhau á, cho nên là con chỉ like cái màu nào chưa có thì con mở ra cho con xem ha. Còn cái size 7 này cô thấy không, hồi nãy là nó còn treo, giờ size 7 nó bự, nó qua luôn. Nó qua luôn này các cô, hồi nãy size 6 á, size 6 thì nó mới tới đây con thôi. Mà size 7 thì nó đã qua rồi, 70 đến 75 kg là con đã trừ hao ha các cô. Cái bộ đồ này mà con thật sự con nói là cỡ 80 kg cũng vừa á, thật sự luôn, nhưng mà tại vì con đã trừ hao cho các cô rồi. 36 ha. Dạ 37. 37 là em vô vàng. 38 là em màu xanh, vô xanh trắng à, vô xanh và vô trắng à. 39 ha, 39 em dơi đỏ, 39 em dơi đỏ size 7. 40 là em dơi xanh ha, 40 là em dơi xanh có họa tiết ha. 40 là em dơi xanh có họa tiết. 41 là em dơi cuối cùng của con, con để ngược là em dơi cam. 41 là em dơi cam à. Con có 41 mã tương ứng với là từ size 3 đến size 7 và là từ 50 đến 75 kg ha. Nếu các cô mặc tầm khoảng cao 1m7 mà 80 kg này vẫn mặc được size 7 bên con ha. Dạ rồi. À con xin cảm ơn các cô ạ. À. Con cảm ơn các cô đã xem video của con ạ. À. À con chúc các cô có một buổi tối thật vui vẻ ạ. À. Con xin chào và hẹn gặp lại các cô một ngày gần nhất ạ. À.